Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách Giới thiệu ngôn sứ Thánh Kinh Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng Chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính thưa quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Giới thiệu ngôn sứ Thánh Kinh của tác giả Linh Mục Pê Na Phạm Hữu Quang. Kính thưa quý thính giả, trong thế giới chúng ta đang sống, nơi cho dù đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi chủ nghĩa duy vật duy lý nơi đang bị thống trị điều hành bởi một nền văn minh khoa học kỹ thuật rất tối tân thì cũng là nơi chúng ta thấy xuất hiện nhiều những chiêm tinh gia những nhà bói toán những người xem tử vi chúng ta cũng dễ dàng tìm thấy chuyên mục về chiêm tinh hay bói toán trên internet với mục đích là để cho độc giả câu trả lời về công việc hay cuộc sống tương lai có không ít người xếp đặt tương lai hay công việc của mình cũng như người thân của mình theo những lời của các nhà bói toán, gieo quẻ, những chuyên gia xem tử vi. Phải chăng vấn đề này chỉ tồn tại nơi những người ngoài công giáo, còn chúng ta là những người công giáo thì chúng ta luôn luôn trông cậy vào chỉ một mình Thiên Chúa? Tác giả không nghĩ như vậy, cha Phạm Hữu Quang nhận xét, ngay cả một số người công giáo, dù hàng ngày vẫn đến nhà thờ đọc kinh, cầu nguyện, vẫn thường đi khấn Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Martino nhưng sau đó lại tiếp tục đến với các nhà bói toán. Có nhiều người tay làm dấu, miệng đọc kinh, nhưng lòng vẫn hướng đến sự lên đồng, bói quẻ, xin xăm. Từ quan sát hiện tượng trên, tác giả nhận ra rằng, những hiện tượng và thái độ đó, một đàng nói lên phần nào lối diễn đạt niềm tin của con người, một lối diễn đạt thô sơ, bất toàn của niềm tin vào sự hiện diện của một đấng linh thiêng nào đó. Đằng khác, chúng cũng tỏ cho thấy con người đặt niềm tin vào sự hiện hữu của một vị trung gian nào đó làm công việc chuyển giao thông tin giữa thế giới thần thiêng và thế giới con người. Và những người làm vị trí trung gian có nhiệm vụ chuyển giao thông tin giữa thế giới con người và thế giới thần thiêng. Theo như trong sách thánh, trong niềm tin Kitô tô giáo, chúng ta gọi họ là những ngôn sứ của Thiên Chúa, như các ngôn sứ quen thuộc trong cựu ước, Mô-xê, Samuel, Elia, Elisa, hay trong tân ước, do An Tẩy Giả, Simeon và bà Anna và nhiều người khác, đặc biệt Chúa Giêsu được gọi là ngôn sứ. Vậy theo Thánh Kinh, ngôn sứ có phải là những người bói toán gieo quẻ hay ngôn sứ là ai? Trước hết, ngôn sứ của Thánh Kinh không phải là những người bói toán, không phải là những người sử dụng nhiều kỹ xảo để hy vọng khám phá ý trời. Ngôn sứ không phải là kẻ đoán dò tương lai mà chúng ta vẫn thấy nơi một số người tìm đến để hỏi về chuyện tình duyên, công việc tương lai phú quý. Ngôn sứ cũng không phải là thầy phù thủy người dùng phương thuật riêng để khám phá những bí ẩn. Ngôn sứ là kẻ được thiên chúa kêu gọi và là kẻ nói với người khác nhân danh thiên chúa. Ngôn sứ nói nhân danh thiên chúa tại vì ngài rất gắn bó với thiên chúa là người của thiên chúa và là kẻ được sai đến với người khác. Nhiệm vụ của ngôn sứ là nói cho những người khác những điều mà người khác không thấy, không hiểu vì các ngài có những cái nhìn hoặc nhìn thấy rõ hơn những người khác từ đây tác giả triển khai ba đặc nét của ngôn sứ thánh kinh gồm ơn gọi mặc khải loan báo về ơn gọi theo tác giả không ai có thể tự cho mình tước hiệu ngôn sứ người ta không thể trở thành ngôn sứ bởi sáng kiến của chính cá nhân mình nhưng bởi sáng kiến của thiên chúa người ta trở thành ngôn sứ lúc nào và ở đâu là tùy thiên chúa quyết định chính thiên chúa qua lời kêu gọi dẫn đưa ngôn sứ vào một liên hệ mật thiết riêng tư với Ngài. Đức Chúa tuyển chọn những người mà Ngài nghĩ là có khả năng hoàn thành sứ mạng ngôn sứ. Nhưng người lính không biện bác vì anh ta hoàn toàn tín thác vào khả năng lãnh đạo của quan chỉ huy và biết rằng vị quan chỉ huy mình sẽ luôn sát cánh với mình trong các trận chiến. Ngôn sứ cũng chấp nhận lời kêu gọi của Thiên Chúa không lưỡng lự bởi vì ngôn sứ tự biết rằng mình luôn ở trong bàn tay của Thiên Chúa toàn năng, đứng luôn bên cạnh mình và cùng chiến đấu với mình về mặc khải tác giả tự hỏi trong định nghĩa về ngôn sứ chúng ta nói rằng ngôn sứ là người của thiên chúa nhưng làm sao các vị cảm nhận được điều đó thiên chúa dựng nên con người và ban cho con người thần khí của ngài và thần khí của thiên chúa cư ngụ trong con người chính nhờ thần khí của thiên chúa hiện diện trong bản thân mà con người cảm thấy được mời gọi được thúc bách tiến đến một sự thay đổi một sự siêu nhiên hóa và cho phép con người thụ tạo thông phần vào sự sống trường tồn của tạo hóa. Thần khí làm cho ngôn sứ bắt đầu một cuộc mạo hiểm tình yêu với Thiên Chúa. Qua đó các ngài từ từ khám phá ra sự thu hút, dụ dỗ của Thiên Chúa và ngôn sứ đang thay đổi thành một người khác, thành người của thần khí và tự đặt mình trong sự đồng cảm với Thiên Chúa. Từ đó ngôn sứ ý thức được rằng mình không còn một mình nhưng luôn có Thiên Chúa ở cùng Thiên Chúa và ngôn sứ như hai kẻ cùng đồng hành, trở nên thân mật hơn. Ngôn sứ không chú ý đi tìm kiếm Thiên Chúa, ngược lại, chính Thiên Chúa kêu gọi ngôn sứ bất chợt như một tiếng sét trong bầu trời trong sáng, như một cú sốc bất thình lình và nóng bỏng, xâm chiếm ngôn sứ. Về loan báo, nét đặc thù thứ ba của ngôn sứ thánh kinh đó là loan báo. Nếu ngôn sứ đã bị Thiên Chúa chiếm hữu để trở thành người của Thiên Chúa và tôi tớ của Đức Chúa cũng chỉ vì mục đích phục vụ và hành động nhân danh thiên chúa được chiếm hữu bởi thần khí và hun đúc bởi lời ngôn sứ ra đi như kẻ được sai bởi đức chúa thiên chúa gọi bất cứ ai mà ngài muốn để người này trở thành ngôn sứ và không loại trừ bất cứ loại người nào đến lượt mình các ngôn sứ đi đến với mọi người không ai bị loại ra khỏi sự mời gọi lắng nghe lời rao giảng của ngôn sứ ngôn sứ sống trong sự kết hợp với thiên chúa cũng sống trong sự kết hợp với dân tộc mình, dù trong đó ngôn sứ có thể bị dày vò, ghét bỏ và bách hại. Ngôn sứ ý thức rằng những kết án hay thảm họa mà ngài loan báo cho chính dân mình, chính ngài cũng có phần trong đó. Tuy nhiên, tác giả cũng phê bình một thực tế rằng có nhiều người trong thời đại chúng ta tự cho mình danh hiệu ngôn sứ, luôn sẵn sàng lên án những điểm yếu của người khác hay dân tộc khác, đòi hỏi họ phải làm hoặc không làm điều gì đó nhưng lại từ chối những gì đang xảy ra trong xứ sở trong cộng đoàn và trong chính bản thân mình cũng có rất nhiều ngôn sứ chỉ biết lên án anh chị em mình và tự tách mình ra khỏi họ tóm lại là người kết hợp với thiên chúa ngôn sứ đồng cảm với thiên chúa về thế giới được tạo dựng và ngôn sứ đang sống trong đó ngôn sứ có cảm nhận như thiên chúa về những bất công trên thế giới những lầm than khốn khổ của con người thêm nữa ngôn sứ cũng đồng cảm cho thiên chúa đấng đang đau khổ vì những xúc phạm của con người. Như thế, các ngôn sứ tham dự vào những tình cảm sâu đậm của yêu thương, của lòng trắc ẩn, của sự giận dữ, của đau khổ và vui tươi mà Thiên Chúa có với thế giới. Các ngài tham dự vào nỗi ưu tư của Thiên Chúa dành cho thế giới. Thực tế là, danh xưng ngôn sứ tuy rất vinh dự, nhưng cũng không thiếu những thử thách, đau khổ và ngay cả bách hại vì những vai trò gánh vác. Cuốn sách giới thiệu ngôn sứ Thánh Kinh được chia thành 7 phần – Phần 1 trình bày tổng quát về trào lưu ngôn sứ tại vùng Trung Đông Cổ và đặc biệt trong Israel, với những điểm căn bản như trào lưu ngôn sứ ngoài Thánh Kinh, danh xưng và ý niệm về ngôn sứ, niên biểu các ngôn sứ Thánh Kinh, những nét đặc thù của ngôn sứ Thánh Kinh, các thể văn trong sách ngôn sứ, những giáo huấn nền tảng của các ngôn sứ, ngôn sứ thật và ngôn sứ giả. Phần 2 đến phần 7, dựa theo niên biểu, giới thiệu từng ngôn sứ mà tên được gắn liền với một cuốn sách trong cựu ước, mỗi sách tác giả sẽ đề cập đến 3 điểm chính bao gồm sách, con người và sứ điệp. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm giới thiệu ngôn sứ Thánh Kinh dày 1.181 trang trên khổ giấy 16-24cm với mục đích giúp các sinh viên thần học và những ai yêu mến lời Chúa trong môi trường hiện tại ở Việt Nam hiểu phần nào các ngôn sứ trong Thánh Kinh. Ngoài ra, với ước mong mỗi người khi đọc cuốn sách này, không chỉ có thêm chút kiến thức nào đó thôi về các ngôn sứ, nhưng đặc biệt có được phần nào trải nghiệm của các ngôn sứ khi được thiên chúa kêu gọi trở thành ngôn sứ của ngài trong thời đại chúng ta và mỗi người có thể bắt chước ngôn sứ jeremia tâm sự với chúa có lần con tự nhủ tôi sẽ không nghĩ đến người cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa nhưng lời ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim âm ỉ trong xương cốt con nén chịu đến hao mòn nhưng làm sao nén được Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm giới thiệu ngôn sứ Thánh Kinh có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại